khán giả thân mến, Miu Amazing, một trong những hitmaker đình đám của Vbop gần đây, với những bản hit nằm vùng top trending YouTube như Thật Bất Ngờ, Sáng Mắt Chưa, Em Nói Anh Rồi. Thế nhưng tài năng của anh vẫn chưa thuận lòng một số người khác, điển hình là nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Và mới đây, chàng nhạc sĩ này cũng đã có phản hồi để phản pháo lại những lời chê bai các sáng tác của anh từ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Cụ thể, trong một chương trình radio, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa đã nhận xét bài hát Sáng Mắt Chưa, một bản hit mới do ca sĩ Trúc Nhân thể hiện chưa hay, giai điệu đơn giản, không được màu sắc và bắt tai, phần ca từ nổi bật hơn giai điệu. Châu Đăng Khoa khuyên Miu Amazing nên tạo ra những giai điệu xuất sắc hơn, điệp khúc phải catchy hơn nữa. Phản hồi lại nhận xét của Châu Đăng Khoa, Miu Amazing cho rằng Châu Đăng Khoa nói chuyện còn hơi dại dột. Anh thẳng thắn chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng: "Tôi có thể nói về sản phẩm của một nghệ sĩ, nhưng sẽ không bao giờ tấn công nghệ sĩ đó. Sản phẩm lúc đó không nói lên vị thế và khả năng của bạn. Phán xét về sản phẩm thì ok, nhưng đụng tới con người và bảo tôi nên làm gì, đó không phải là việc của bạn. Nói bài hát đó dở cũng được, nói tôi viết nhạc dở thì tôi không chịu. Ngựa chạy cũng có lúc mỏi chân, không thể phán xét một con ngựa bất tài vì đôi lúc nó chạy chậm. Cái gì cũng có tính thời điểm, phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi." Chưa dừng lại, trên Facebook, Miu Amazing đã đăng tải dòng trạng thái với tựa "Thà bị chê viết nhạc dở, chứ không muốn bị ai tố xài thơ văn của họ." Tất nhiên, không nói ra thì ai cũng có thể biết rằng dòng trạng thái này đang ám chỉ đến Châu Đăng Khoa với scandal sử dụng thơ của tác giả khác trong sáng tác của mình, cụ thể là bài hát Người Lạ Ơi và Tình Nhân Ơi. Dù nói rằng Châu Đăng Khoa có những phát ngôn chưa mượt và dại dột, nhưng Miu Amazing vẫn khẳng định hai người có thể làm bạn nếu có cơ hội nói chuyện và hiểu nhau. Bạn nghĩ sao về những nhận xét của Châu Đăng Khoa và những lời phản pháo của Miu Amazing? Hãy chia sẻ với mọi người ngay dưới phần bình luận này nhé! Và đừng quên subscribe kênh Tuổi Trẻ Việt TV để đón xem những thông tin mới nhất quý vị nhé!